Ừ, cô nghe nói nếu mình nhận ra được tánh biết và sống trọn vẹn với tánh biết đó thì khỏi cần ngồi thiền cũng có thể giác ngộ vậy có đúng không sư à, sư chủ trương là khi nói pháp phải dùng cách mà tránh tối đa cái việc người khác hiểu lầm Bởi vì nói cho hay thì nó dễ lắm Nhưng mà nói làm sao để người khác không có hiểu sai Từ đó mà hành sai đó Cái đó nó không có đơn giản Một vị tu sĩ khi mà nói Pháp Bản thân vì đó phải có trách nhiệm với lời nói của mình Chứ không phải muốn nói cái gì thì nói nếu như nếu như mà chúng ta hiểu một cách đúng đắn thì nó như thế này nè nếu như quý vị duy trì sự chánh niệm tức là ghi nhận tất cả mọi thứ xảy ra đối với mình ghi nhận liên tục biết cái gì đang xảy ra biết tâm tham xuất hiện tâm sân xuất hiện. Tâm tham có dục, tâm tham không có dục. Tâm sân có dục, tâm sân không có dục. Biết đây là tâm tán loạn, biết là ta, đây là tâm có sự thu nhiếp. Biết đây là thọ lạc, biết đây là thọ khổ, biết rõ đây là danh, đây là sắc, đây là đi, đứng, nằm ngồi ăn uống nhai nếm tiêu tiểu đều ghi nhận hết biết hết giữ gìn sự chánh niệm cái gì xảy ra vì đó biết dựa trên bốn đối tượng thân thọ tâm pháp thì khi đó vì đó giữ gìn chánh niệm trong tất cả các oai nghi lớn nhỏ từ thô đến tế từ trong ra ngoài việc đó luôn luôn có cái sự ghi nhận sự tỉnh giác tỉnh thức biết được chuyện gì xảy ra dưới nhận thức dưới nhận thức rõ rệt về tam tướng vô thường khổ vô ngã và đối với một vị đó giữ gìn chánh niệm một cách liên tục như vậy đối với vị đó không có khái niệm ngồi thiền bởi vì vì đó không phải chỉ có ngồi thiền thì vì đó mới thiền mà lúc bây giờ vì đó hành thiền trong tất cả các oai nghi. Cái người mà chánh niệm trong tất cả các oai nghi đó nó khác với cái người không biết gì hết. Không biết cái gì là chánh niệm không biết cái gì là quán thân trên thân quán thọ trên thọ quán tâm trên tâm quán pháp trên pháp nhìn thì có vẻ như là hai người là cũng đi như nhau mà một người đi trong chánh niệm ghi nhận rõ biết nhận thức rõ còn một người đi trong cái sự thất niệm vì đó không biết tâm phải tập trung vào đâu nha yeah. thành ra đó nếu như mà chúng ta duy trì được sự chánh niệm ừ, nếu mà chúng ta duy trì được cái sự nhận thức sự nhận thức cái gì nó đang diễn ra nhận thức rõ cái gì nó đang diễn ra đối với thân thọ tâm pháp thì khi đó đối với chúng ta tất cả các oai nghi hành động lớn nhỏ đều là đang hành thiền chứ không phải chỉ có ngồi mới thiền và khi đó sự giác ngộ có thể đến bất kỳ lúc nào hiểu như vậy là hiểu đúng còn mà kêu mà mình đặt quý vị đặt cái quý vị đặt cái 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 trí cái trí mình nhận biết được mình đang làm cái gì đó quý vị nhận quý vị đặt tên cho nó là cái gì thì đặt ha nhưng mà làm ơn nhớ dùm sư mình đặt tự mình biết một mình mình thôi đừng có để người khác hiểu sai nha bởi vì bản thân cái sự mà ghi nhận chánh niệm đó, đó nó cũng là duyên hợp và nó cũng là sự biến diệt sự hoạt động của các cái tâm và tâm sở thôi chứ còn bản thân nó không có một cái gọi là giống như là một cái tánh một một, một cái một cái một cái 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 cái, 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 cái... Mình gọi một cái tánh biết. Nhiều người họ họ rơi vào cái thường kiến tức là một có một cái trong sáng, có một cái trong sáng hằng hiện hữu. Nó bất biến, nó bất di bất dịch, bất tăng bất giảm, bất nhơ, bất tịnh, bất bất nhơ bất tịnh. Nó luôn luôn hằng hiện hữu và nó sôi rồi tất cả mọi thứ. Quý vị mà rơi vào cái đó là rơi vào tà kiến sư báo trước cho biết. Nha bản thân cái tâm của chúng ta khi mà chúng ta chánh niệm ghi nhận tất cả mọi thứ thì bản thân cái tâm đó nó cũng là vô thường nó cũng chỉ là các cái lộ trình tâm và tâm sở thôi để nó ghi nhận cái gì nó đang diễn ra chứ còn ở đây không có cái tánh nào ở đây cho chọn nha ờ, thành ra đó ừ, học và tu thực hành thì chúng ta nên làm cho nó có bài bản và nên tránh những cái bánh vẽ tránh những cái lời nói mà nghe có vẻ cao siêu rồi nó dẫn mình đi vào một cái mê hồn trận nói thì nghe có vẻ nó hay lắm nghe nhưng mà tới hồi mà thực hành á xin thưa với quý vị nhé thực hành sai thì ai là người chịu trách nhiệm ừ. mình sai không được đâu sai không có nổi đâu nha sai thực hành sai rồi đó rồi tới hồi ai chịu trách nhiệm cho cái dòng sách tử của mình đây nha thành ra sư nói bằng một cái sự trách nhiệm để tránh cái gì hiểu sai đặc biệt là khi thực hành tư niệm xứ nha